Tao cô Phong giết mẹ rồi. Tao Inma Linh với cả Quỷ Linh lại dính skill rồi, không tránh tia. Thương rất là tiến rồi. Nhi hồi sinh. Dùng khinh công đang hồi ấy, cái nghênh phong hồi lãng ấy, lộn phát ra ngoài luôn. Để Hà nổi sinh trước. Tránh vòng, tránh vòng. Máu tố xương lên. Nhược tuyết dậy luôn, tránh tia đỏ ra. Máu nhược tuyết luôn, trời đất rồi. Sao có thể dậy và không tránh tia đỏ như vậy. Nhưng không, qua số 5 đứng luôn đi, qua số 5 đứng luôn đi. Mọi người đứng gọn vào số 9 số 10 này, tránh tiết đỏ này. Chuẩn bị giảm thương lên nhá. Tách này, tách này. Nhiều khúc khúc. Nhất Vân, Nhất Vân, Nhất Vân. Nhớ tránh vòng đồng. Hình như cái tờ kia bị bot đánh em mất đúng không? Đúng có 5 luôn đi. Xin chạy về đi, đợi chạy về đi, Tô Minh chạy về đi, không là dính đấy. Rồi, chuẩn bị tản ra tiếp này. Giảm thương cho 18 nữa nha, cô Lăng Phong. Cho Lăng Phong, cho 18 cái lên luôn đi. 18 không còn giảm thương đâu. Nhi có hồi sinh không? Hồi sinh một người dậy đi. Cô Phong hoặc là Thất Tú. Là khi kìa. Rước xuống có vòng nha, chuẩn bị tránh vòng này.
Rồi gọn gọn ra đi, chuẩn bị tránh mặt bot này. Còn 1 phút, hồi máu một lần nữa. Hoặc không, dưới 50 tầng. Nãy giờ nó lên đấy quá, nó lên nhiều tầng quá. Chuyển phân phối những mấy cao bốt nó còn đỡ bị nhật ấy. Còn 30 giây. Máu ra hai người kia kìa, máu ra hai người kia kìa. Đừng để chết người nhá, nó mới không giảm tầng đâu. Rồi tránh này, tránh tránh tránh. Rồi qua rồi, qua rồi. Dưới 50 tầng rồi. Đây vớ vẩn.